Rồi, xin chào các bạn nha, mình là Hoài Phố Sành đây thì tại mình hôm nay mình sẽ không quay live stream nữa mà mình sẽ quay nói chuyện với bạn chút xíu. Thì hôm nay mình có một trò chuyện với bạn nha, tại thì có một cái máy iPad của mình là mình đã đem bảo hành tại máy của mình bị hư một lần, đó chính là cái máy của mình nó không lên nguồn. Thì tại và cái màn hình với mặt lưng mặt sau mình lỡ bị chạy, nó bị sức màn hình á, mình chơi á rồi bạn chưa hết bấm tay rồi chỉ cả vậy. Rồi mình sẽ quyết định là mình sẽ review cho bạn coi nha, coi cái kênh chứ nha. À các bạn chờ một chút nha, các bạn chờ một chút nha. Rồi thì chính thức quay, mình sẽ nói cái kênh của mình nha. Thì kênh của mình là ở đây là kênh chính nha, cái này là kênh chính của mình nha, đây là kênh chính nha. Thì đây thì mình cũng khá là lâu rồi, mình cũng làm cái kênh này, như là mình làm video này khoảng được 9 tháng rồi, như được gần như là 10 tháng rồi, phải gần 10 tháng rồi, gần 10 tháng rồi. Nên hôm nay có nhiều lượt xem nhất, đó chính là ở điểm mà mình quay là ion ở tên lửa như Bình Tân á, như là cũng nhiều nhất á, nhiều nhất cho bạn coi. Quên nữa, cái trò Rubik thì cũng có, hôm bữa mình có đăng nhập rồi thì mình làm rồi. Rubik mình có chơi rồi nhưng mà World Skyscraper nhưng mình vẫn còn chơi á. Còn livestream thì mình cũng sẽ sắp xếp mình làm lại một lần nữa. Nếu các bạn có yêu cầu liên hệ mình thì các bạn vô Facebook của mình nha. Nếu các bạn thấy bị lỗi thì các bạn nhớ có ý kiến gì các bạn nhớ gửi cho mình nha. Isofra của mình có nữa. Thật các bạn nhớ liên hệ mình ở đây nè. Cũng được á. À mình sẽ nói cái kênh phụ của mình nha, mình sẽ nói kênh phụ trước nha. Thì kênh Hoài Fashion đây là cái kênh phụ của mình nha. Còn kênh Skyscraper Production thì đây chỉ là một kênh phụ của mình nha, đây là kênh phụ của mình. Thì cái này mình chỉ mới đăng lên 3 clip thôi, mình chỉ đăng có 3 clip thôi. Thì cách ra mình làm khoảng một tuần á, một tuần ra mình làm clip cho bạn coi thôi. À quên đó. Còn kênh còn là mình chưa có làm gì cả. Nếu như mà bị cảnh cáo chấm dứt gì nữa mình sẽ chuyển qua nên mình làm. Và mình sẽ chính thức thay thế cho kênh chính của mình ra làm luôn. Rồi hành trình elevator và hăng máy hăng cuốn, còn review chỉ là cả mọi lại là mình sẽ làm lại từ đầu như ban đầu lại. Cũng nói thật với bạn nghe, thực ra mình chưa có làm gì cả, hình như trò chuyện là nhớ cho xin một like nha, một like một trò chuyện nha. Rác là mình sẽ đem ra cái máy mình sửa thì mình sẽ làm một cái bài review, mình sẽ làm cái video bài review cái máy của mình nha, cái máy iPad của mình đó, mình sẽ chính thức review lại hệ điều hành mình chạy hết, chứ là chạy Android á, Android mình khoái xài lắm. Rồi khoảng cài Windows nữa. Windows mình còn nghĩ là mình chưa có làm video bộ cài Windows 10 à. Phiên bản các bạn nhớ gửi cho mình phiên bản đâu nha, mình sẽ test thử cho bạn coi nha. Hôm mở tuần video trước là Windows mình cài là Windows 8.1 rồi, nhưng video tiếp theo mình sẽ quyết định cài Windows tiếp tục. Cái Windows này bản con tên bản mới nhất chính là trang chủ Microsoft, đó chính là Windows 10 rồi, nhưng là mới nhất tháng năm ngoái là tháng 11 giờ nó ra phiên bản 1909, tháng 1 là ra phiên bản 1903 rồi, nhưng mà hôm nay tháng này nó sẽ là phiên bản 1909 ở chính nhất, chính thức Microsoft đó cũng được. Mình sẽ nói Windows 7, nhưng Windows 7 rất tiếc bây giờ là nó bị khai tử rồi, Windows 7 bị chính thức khai tử lâu rồi.
Nhưng hôm nay mình chỉ còn hai bộ cài, đó chính là Windows 8.1 với Windows 7. Windows 7 mình cài rồi, nhưng hôm nay Windows 8 thì rồi. Mình chưa có ra Linux 10 cho mình coi. Cái rồi thì mình đang có 3 clip thôi, nhưng cái này hang của mình chỉ ít 3 3 video, còn điểm thì có nhiều lượt 1/52 luôn. Phải đẹp thật. Có rất rất nhiều một số bạn yêu cầu mình nhé. Các bạn chờ chút nha. Rồi thì đây là cái kênh của lộn comment một số bạn còn mình nha. Thì có rất nhiều bạn đó, bạn chung của mình đó là bạn ấy khoảng nhỏ hơn 14 tuổi, nhỏ hơn mình, lớn hơn mình khoảng 1 tuổi, nhưng mà bạn ấy hơn bạn ấy sinh năm 2006, mình thì sinh 2005, mình chắc lớn hơn 1 tuổi. Thì bạn ấy có gửi cho mình địa chỉ rồi, thì có rất rất nhiều một số bạn yêu cầu mình dữ lắm, chỉ một đống comment luôn. Thì mình nói trước kênh phụ nha, kênh phụ thì hôm bữa kênh Boss Gaming chính thức bị chấm hack rồi, nên hôm nay mình sẽ nói kênh lại, kênh Mr. Fry. Kênh này là chính thức của anh đây á, kênh của anh họ mình ở dưới Vĩnh Long á. Mình có quay video ra chuyên review nhà rồi, nếu mình gặp video nhà mình bị rồi. Vô là bị rồi. Cái mà nhìn mặt đi bạn ấy như này, mình khoảng bằng tuổi Út luôn, chắc khoảng 13 như là như 14 tuổi. Út với anh này là bằng tuổi 14 luôn, thiệt 13 chứ 14 mới phải. Trời luôn, có đáng thật. À, mình sẽ nói cái kênh trước nha. Thì cái kênh bữa bị cảnh cáo là đó chính là cái xin bì, thì mình lại nói trước nha, đây nguy cơ là bị xóa nè. Tuy ra là mình thấy cái mình đã phát hiện là Z69 mình đã thấy rồi, mình thấy là người nước Anh đó, người anh xóa mình đã hợp đó, quá đẹp. Quên đó, thì một đống luôn. UJL như có rồi nè, UJL các bạn sắp cái từ kênh của bạn nha, hội viên kênh nè, hội viên của kênh Snapchat đó, chưa đủ điều kiện nè. Rồi kiếm tiền này phải khoảng tới 1.000 sớm nha bạn ơi, khoảng 1.000 sớm mới được đó. Rồi các bạn tiếp theo, vì mình sẽ tiếp theo nha. Trong từ chặn thì có cái câu mà Nguyên hay chửi, mình sẽ quyết định, nhưng mà có thì mình sẽ nói Isra trước nha. Isra thì mình cũng có xài lắm, thì tại mình có hai người dùng, một là Elevator, còn hai là cái chính của mình, chính thức kênh luôn. Giữa dạ một cách hành trình này thì hôm bữa mình có lăn ra ở quận nhất rồi, thiệt nó cũng có chisim rap OLD như hàng cũ á, nó là hơi nhỏ trong clip bạn thì có rồi, nội điện 7.000 như hôm bữa mình có làm nè. Nó thật ra nó có giọng á nha bạn ơi, nó có giọng á ở vùng nhất.
Thấy hơi hơi lạ chứ bạn ơi, hơi nó hơi bị lạ lạ. Vận hành như có này, vận hành như có. Windows XP thì cái mình thấy, cái mình thấy trên nút start, nhìn cái nút start là mình thấy Windows XP rồi. Ta mình có hai người dùng, đây là cái kênh phụ, cái này là phụ nha các bạn ơi, đây là phụ nha, nội địa có nữa, mình để trên password rồi, mình để password ở trên đó rồi. Rồi đây là mình đang là có hai người dùng á. Rồi here mình sẽ tiếp theo tới fanpage nha. Đây bạn ơi, đây là fanpage Facebook chính của mình nha. Còn phụ mình vẫn còn lấy bạn ơi, phụ mình nằm ở đây nè. Hiện bạn như các bạn có yêu cầu các bạn thì có các bạn thì các bạn nhớ gửi, có gì là mình sẽ nói chuyện với bạn nha. No, nha. No. Đây là cái người dùng chính nha, còn đây là phụ nha bạn nha. Phụ nha. Đây là người dùng phụ á. My God. Ok. Vì sao thì mình cũng đăng à. Nhớ nhầm like. Cái này là ngày sinh của mình đó, ngày sinh của mình. Ui. Các bạn nhớ có yêu cầu thì mình sẽ ở đây phần miêu tả nha. Rồi thì rồi. Ở đây là hơn tấm mà còn buổi chiếu thì 50 phút nữa. Coi như là hên xui với mình rồi. Mình sẽ đăng video về, mình sẽ không làm intro nha, mình sẽ không có làm intro nha. Xin lỗi bạn. À, mình sẽ nói intro cái à. Cái intro này là mình sẽ để logo chính luôn. Một đống luôn, mình có một intro 2 3, còn đây là intro của một kênh khác á. Intro để phần miêu tả rồi. Vậy đấy. Mình sẽ nói trước, mình sẽ dịch ra nha. Lúc mà bài cái bài của X tao quên, sorry bài, mình nói cái gì cả nha. Đây cái bài nó các bạn chờ chút xíu nha.
Rồi thì mình sẽ nói nghe. Tiếp tục nha. Rồi mình sẽ dịch ra đây. Biển hai à. Cái này là mình không phải là bệnh ung thư nha bạn ơi. Mình chỉ là bệnh, bệnh của mình là bệnh tật ha. Mình tật khuyết tật á. Mình là bệnh khuyết tật là mình bệnh chậm phát triển á. Mình là bệnh chậm phát triển, mình không phải là bệnh bệnh ung thư nha. Cái đó là mình không phải là bệnh ung thư về của cộng đồng thang máy. Mình không có bệnh ung thư đó, mình chỉ là bệnh của mình là bệnh tật, bệnh khuyết tật thôi nha. Mình đây là bệnh của khuyết tật của mình á, khuyết tật nha. Mình là bệnh khuyết tật là mình chậm phát triển á. Mình là bệnh chậm phát triển rồi, mình cứ không cứ tưởng là gì thiệt nói thì không. My Những người nói không là của Hoàng Edit, tôi chỉ nhận ra tất cả các tùy chọn có nghĩa là XD. rồi thì mình sẽ nói cái gì nha. Thì đây là người dùng chính của mình này, khá một đống luôn. Ở đây thì mình cũng có nữa. Không biết nhiều có nè. Cá chim nhạc. Cái mà ao mình chưa coi cái em mực. Hôm bữa mình chỉ gửi một đoạn đó thôi. Oh my god. Cái kênh của mình sẽ để hình ở trên nút start, giống như mình để logo cho Windows 10 á. Mình để kiểu start. Start là để giống vậy nè, start giống vậy. Mình để kiểu logo của Windows hay dễ hơn. Rồi bỏ đi. No, 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 mình sẽ kiếm một bài. Đây nè. Cái bài trò đó chính là cái bài giả mạo danh. Này chị luôn đấy. Trong lớp thì mình có một cái video mà từ có một bạn Hà Nội mới gửi cho mình, có những cái này nè. Mình sẽ đọc ở đây nha, mình sẽ đọc trước nha. Đâu rồi nè, mình chạy ổng nói ổng trả lời mình là ở bên ở phần miêu tả nhỉ ông em cứ của người ta được thì tại sao lại cấm thì tại sao lại cấm người ta ăn cướp của ông. Thì cái này là cho một người khác nào bị một phải gì đó, rồi mình trả lời là sao. Rồi mình sẽ nói giới thiệu trước nha. Rồi mình sẽ quyết định là gì đó. Đây nè. Hình như ở đây là có một số bình chọn nhiều nhất là rồi đây nè. Thì ở đây mình sẽ có một
Có một bình gì mình chọn nhất là cái đồ anh bạn cần thức uống ha. Thật ra mình cũng ít làm lắm, để phẩm hoa hơi nhiều, hơi hơi xíu. Còn ở đây các bạn ấy thì hăng máy gì như là trung bình là 21%, có nhiều lựa chọn lắm, không trẻ nhiều được. Thôi thì mình sẽ có gì thắc mắc gì các bạn nhớ yêu cầu mình một thứ gì nha. Một lát thì nữa mình sẽ chiếu một video này. Mình sẽ thôi thì mình sẽ chào tạm biệt các bạn nha. Thôi thì mình sẽ chào tạm biệt. Rồi cảm ơn các bạn đã xem video này. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên cho mình là like với subscribe nha. Nếu các bạn thấy video hay đừng quên là bình luận ở phần bên dưới cho mình biết nha. Thì các bạn có yêu cầu thì nhớ bình luận ở phần bên dưới cho mình biết nha. Thôi thì mình sẽ chào tạm biệt ở đây và cảm ơn các bạn và hẹn lại các bạn trong số video nha. Video tiếp theo nha. Bye.